Xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả của bóng đá phủ miền Tây. Chúng ta đang có mặt tại sân đá thể thao quân đội 999 Đồng Văn Cống để chuẩn bị theo dõi trận cầu chung kết trong buổi sáng ngày hôm nay. Tình huống tấn công dành cho cầu thủ đỏ. Ngay những phút đầu trận thì các thủ bên phía đội bóng áo đỏ đã bắt đầu dâng cao cơ hội nguy hiểm. Vẫn còn không được, bóng đi cắt ngang mặt khung thành mà không có một điểm chạm nào được diễn ra. Không được. Đó là quyết định đá thẳng nhưng đã không qua được đôi tay của thủ thành Nghiêu Cơ Giờ. Đây là cơ hội phản công dành cho cầu thủ xanh đối mặt dứt điểm đi. Qua người rồi, bóng đã đi ra ngoài nhưng đã có tiếng còi của trọng tài. Nguy hiểm như vậy thì đã có bàn thắng bất ngờ dành cho các cầu thủ áo xanh. Ở một quả đá phạt góc thì họ đã triển khai chính xác để có được lợi thế vượt lên dẫn trước và tỷ số bây giờ là 1-0 nghiêng về phía Betong NFC. Và lần bóng nữa dành cho cầu thủ Betong NFC, vợi lại là sang rừng phối hợp dứt điểm. Cú đá lại đi ra ngoài mất rồi. Nikolai, vẫn là Nikolai, mất bóng nguy hiểm. Rất may là cầu thủ áo số 9 vẫn phòng ngự tốt. Sang rừng mất bóng về chân của Minh Quý. Đây là cơ hội nữa dành cho số 12 của Tiết. Không được. Thêm một pha dứt điểm đi ra ngoài nữa của các cầu thủ áo đỏ. Được chuyển ra, bóng đã trở về với quyền kiểm soát của các cầu thủ Betong NFC. Đây là cơ hội được chọc khe. Minh Nguyên dứt điểm vào. Tỷ số bây giờ là 2-0 dành cho các cầu thủ Betong NFC. Một pha phản công chớp nhoáng và thần tốc đã giúp cho các cầu thủ áo xanh có được bàn thắng thứ hai. Khoảng cách bây giờ là 2 bàn dành cho đội bóng áo xanh rồi. Mất bóng nguy hiểm và lại là cơ hội nữa dành cho các cầu thủ áo xanh. Và dứt điểm nguy hiểm tiếp theo dành cho vị trí của số 9 Fatida, và đây là cơ hội nữa dành cho Quốc Nhân. Mất bóng rồi, được chuyền hay. Cú tít dứt điểm đi. Không được, lại là cú đá đi xa ngoài nữa của số 12. Quá nhiều những cơ hội bị bỏ lỡ dành cho hàng Casper, vẫn đang nỗ lực xoay sở. Được chuyền ra, đây là cơ hội dứt điểm. Không được, cú đá của Phương Ngô lại đi không đủ chính xác. Mất bóng nguy hiểm. Vẫn còn khoảng trống là đây, dứt điểm vẫn không vào. Hàng phòng ngự bên phía đội bóng bê tông LMC vẫn đang bọc lót rất kịp thời. Thêm một nỗ lực nữa dành cho vị trí của Minh Nguyên. Vị trí của số 3. Đây là khoảng trống nữa dành cho các thủ xanh, dứt điểm không vào. Bê tông SMC vẫn đang tỏ ra hợp lý hơn. Vào! Pha xử lý có phần bất cẩn của thủ thành bên phía bê tông SMC và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho TV01 Rudico. Liên quân của đội bóng đỏ đã tìm kiếm được bàn thắng rút ngắn tỷ số từ một pha bóng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Casper là người áp sát và có pha chạm bóng thành công. Đây là màn đáp trả nữa dành cho các cầu thủ áo đỏ. Minh Quý được truyền lại đến với Phương Ngô, dứt điểm vào. Tỷ số đã được thu hẹp xuống còn 2-3, cách biệt chỉ còn lại là một bàn mà thôi. Những bàn power play của các cầu thủ bên phía đội bóng Liên Quân 01 TV01 Rudico đã bắt đầu phát huy được hiệu quả. Bàn thắng thứ hai đã đến với các cầu thủ áo đỏ bằng một pha tấn công chính xác. Phương Ngô là người khép lại pha bóng này với một cú đá chéo góc. Nhưng tốc độ quả bóng trong tình huống vừa rồi là khá nhanh và phản xạ của số 19 đã không kịp. Cú đá lại đi ra ngoài mép lưới. Dứt điểm căng, không vào. Đó là pha bóng xuất sắc của thủ thành Nghiêu Cần Giờ với cú đá của cầu thủ mang chiếc áo số 12 và đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ bên phía Betong NFC. Một pha bóng sống và tình huống xử lý của thủ thành bên phía đội bóng áo xanh đã đưa bóng thẳng vào lưới. Thủ thành Nghiêu Cần Giờ đã quá xuất sắc trong tình huống này khi anh cản phá thành công của dứt điểm nguy hiểm của thủ môn đối phương và dứt điểm lại thành công. Cú phạt bóng chính xác của Nghiêu Cần Giờ, một cú đá bằng chân và bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Kasikay xử lý rất hay, có thể dứt điểm kết thúc ngay. Bóng đá đang lăn từ từ vào lưới và thêm một bàn thắng nữa dành cho các cầu thủ Betong NFC. Có thể đó sẽ là dấu chấm hết dành cho những hy vọng của đội bóng Liên Quân TV01 Rudico. Bàn thắng của Kasikay đã đưa cách biệt trận đấu lên thành 3 bàn. Tỷ số lúc này đang là 5-2 sau một pha qua người khéo léo. Kasikay đã bình tĩnh dứt điểm và cầu thủ phòng ngự của đội bóng đỏ đã không thể truy cản thành công. Vẫn còn những pha tranh chấp quyết liệt, cơ hội nữa dành cho các thủ áo xanh phản công. Đây là một màn power play chống power play nữa được chuyển ngang, dứt điểm đi, kết thúc không vào. Người kết thúc cuối cùng đó là Nikolai. Tình huống cắt bóng đến từ Duy Anh Guột. Càng lướt dứt điểm không vào, quá đáng tiếc dành cho Quốc Nhân. Pha bóng một Quốc Nhân đã có được cơ hội và đó cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu này. Trận đấu đã khép lại với chiến thắng 5-2 nghiêng về phía Betong NFC. Xin chúc mừng cho các thủ áo đỏ với chức vô địch của giải bóng đá lần này.